thiên thứ ba, giai đoạn vắng mặt. Chương 11, lý do thọ nạn. Sự ra đi của Đức Thầy đã đặt ra nhiều thắc mắc và nghi vấn. Thắc mắc là vì Ngài có sứ mạng cứu trần mà công việc cứu độ chưa hoàn tất, hội Long Hoa chưa khai, đời thượng nguân chưa lập, bản phong thần chưa dựng. Như thế, chẳng hóa ra những điều hứa hẹn của Ngài lại sai, công việc lập đời bỏ dở hay sao? Nghi vấn là Ngài đã ám thông tâm lý và nhiều lần đã hiển thị cho người đời thấy nhiều trường hợp màu nhiệm để tăng trưởng đức tin. Chẳng lý nào Ngài không biết người ta chủ mưu ám hại Ngài hay sao để phải thọ nạn. Như vậy là Ngài không có tha tâm thông. Như chúng ta đã thấy, khi đọc sấm giảng, Ngài đã tiên đoán được thời cuộc, biết được tâm lý người khi đến thử thách, đoán biết những bài thơ thách họa hay hỏi thiên cơ mặc dầu còn nằm trong túi. Ngài cũng biết được và đáp đúng theo chỗ nghi vấn của người, thì đâu có lẽ Ngài lại không biết có kẻ chủ mưu hại Ngài. Đã biết trước, chúng tôi dám quả quyết là Ngài đã biết tai nạn xảy ra và Ngài sẽ vắng mặt một thời gian. Trong sấm giảng, Ngài đã có nói trước về sự vắng mặt của Ngài, và trong thời gian đó không ai theo hay biết tung tích. Những người gần Ngài thường nghe Ngài nói, mà ngay trong sấm giảng Ngài cũng từng bộc lộ trong câu: ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy không ra. Hay câu: tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Nếu không biết có lúc Ngài phải vắng mặt, thì Ngài dặn dò làm chi như Ngài đã thố lộ trong bốn câu thơ trên đây? Ngài đã biết âm mưu nào định ám hại Ngài. Bằng chứng là hôm Ngài bước chân xuống ghe ngày 15 tháng 4 1947, Ngài tỏ ra áo não mà than trời 3 tiếng. Và khi ghe đến làng Tân Phú, trời đã nhá nhem tối. Ngài kêu hỏi một phòng vệ trong số 4 người theo hầu rằng: như bây giờ thả anh tại đây, anh có biết đường về Phú Thành không? Người phòng vệ ấy trả lời biết. Thì quả nhiên, chính anh phòng vệ ấy tên là Phan Văn Tỷ, cũng gọi 10 Tỷ, còn sống, và như đã trở về báo tin trong lúc 3 tên phòng vệ kia bị thiệt mạng khi có ám lệnh truyền ra. Hơn nữa, Ngài cũng đã cho ông Ngô Thành Bá tự biện đại biết trước rằng Ngài sẽ vắng mặt một thời gian. Như ông Ngô Thành Bá đã thuật trong quyển Dõi Gót Theo Thầy như sau: Đức Thầy dắt tôi xuống suối, ngồi dưới bóng tùng mát mẻ. Thầy trò ăn bánh uống nước. Đức Thầy nói với tôi: ngày sau Thầy phải xa cách bổn đạo một thời gian. Trong thời gian ấy, tín đồ phải chịu đau khổ và không một ai biết Thầy ở nơi nào. Đức Thầy còn nói nhiều nữa, nhưng tôi không dám thuật lại hết sợ trái ý Ngài, vì Ngài có cấm, xin anh chị miễn lỗi cho. Lý do vắng mặt. Như thế là Ngài biết trước âm mưu của kẻ định hại Ngài, nhưng tại đâu Ngài lại chịu thọ nạn? Theo chúng tôi, Ngài biết thế nào Ngài cũng phải vắng mặt một thời gian, như vậy hẳn Ngài nên chọn lấy cơ hội nào thuận tiện và có lợi cho cơ đạo pháp của Ngài để mà lấy cớ vắng mặt. Vậy thì sự vắng mặt của Ngài hẳn có lý do, và những lý chánh yếu có thể xin trình bày ra đây. A. Đợi thời cơ. Sở dĩ Ngài phải vắng mặt vì Ngài đã hiểu thời cơ chưa đến cho Ngài thừa hành sứ mạng thiêng liêng. Muốn đợi thời cơ thì không chỉ hơn là Ngài vắng mặt trong một thời gian, như Ngài có lần thổ lộ: thôi cũng an lòng cam số phận, đợi chờ thời vận sẽ tuôn mây. Ngài đã nhiều lần nhắc nhở phải đợi thời cơ. Chớ nóng nảy sân si hư việc, phải đợi thời vua kiệt hồi quy. Hoặc giả,
ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên, hay là giờ mắc câu thiên lý dĩ nhiên, nên còn đãi thiên oai nấy lịnh. Vì thời cơ chưa đến nên ngài khuyên nên ẩn nhẫn, đứng nam nhi ẩn nhẫn chờ thời, hay là ngóng trông chờ dẫn thời chưa đến. B. Gìn giữ khí tiết. Khi mà thời cơ chưa đến, thiên lệnh chưa ban, thì dầu có mặt cũng không làm gì được. Không làm gì được thì hóa ra bất tài bất lực. Còn nếu phải làm gì thì lắm khi khó tròn danh phận. Vì giai đoạn chưa thuận tiện cho sự hiện diện, nên ngài buộc lòng thừa cơ hội đi vắng mặt hầu giữ tròn khí tiết của bậc siêu nhân. C. Cơ thử thách. Phương chi sự vắng mặt của ngài còn dụng ý thử thách để xem tín đồ sau một thời gian được giáo hóa, trong lúc ngài vắng mặt có còn phụng hành theo lời chỉ giáo, có còn nghiêm thủ giới luật hay không như ngài đã từng cảnh giới. Nấu lọc rành mới biết vàng thau, ai thật tánh, ai người giả đạo. Phải có thử thách mới biết ai siêu, ai ngã, ai bền. D. Luyện tánh tự lực. Giả lại sự vắng mặt ấy lại còn là cơ hội tập cho tín đồ có tánh tự lực, bỏ tánh ý lại. Như Đức Lục Tổ có nói, khi mê thì thầy độ, lúc ngộ thì trò tự độ. Dĩ như việc tập cưỡi xe đạp, lúc đầu phải có người vịn thì chạy không ngã, đến chừng chạy được thì người vịn phải buông tay ra để cho người tự đạp lấy. Bằng như cứ theo vịn mãi thì người cưỡi xe đạp vẫn còn giữ mãi tánh ý lại, không sao can đảm tự mình chạy lấy. Trong Kinh Phật cũng có một thí dụ tương tự. Người tu học cũng như đứa trẻ tập đi, khi chưa biết đi thì mẹ gác cây cho con vịn mà lần bước, đến chừng đi vững thì lấy cây vịn ra để cho con tự đi một mình. Nếu cứ để cây vịn mãi thì đứa con sẽ nhút nhát không dám buông tay, như vậy biết chừng nào mới tự đi được. D. Tăng lòng mong cầu. Hơn nữa, ngài có vắng mặt như thế mới khiến cho tín đồ càng đem lòng thiết tha ngưỡng vọng. Ngài càng vắng lâu chừng nào thì càng làm cho tín đồ chân thành, càng tăng lòng trông ngóng. Thời cuộc càng kéo dài, chúng sanh càng đau khổ, thì tín đồ càng trông mong ngài mau trở lại cứu độ. E. Tiết kiệm xương máu. Đứng về phương diện hoạt động cách mạng chính trị, Đức Thầy luôn luôn phát lộ qua văn thư lập trường dân tộc của ngài, như đã tuyên bố trên báo quần chúng ngày 14 tháng 11 năm 1946. Tôi, một đệ tử trung thành của đạo Phật, một chiến sĩ trì chí của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, sẵn sàng cùng đoàn thể mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cương quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung cho loài giống. Đứng trên lập trường dân tộc, hẳn phải tranh đấu chống xâm lăng. Nhưng trong lúc bọn độc tài cố diệt các phần tử ái quốc chân chánh để độc chiếm quyền kháng chiến, thì ngài cũng không thể đi với độc tài giết hại các phần tử ái quốc. Ngài cũng không thể đứng với xâm lăng mà chống lại với độc tài, trong khi bọn này đang núp dưới danh nghĩa dân tộc chống xâm lăng. Hơn nữa, ngài muốn để cho tín đồ được tự do chọn lấy phương thức tranh đấu thế nào cho vừa bảo tồn được đoàn thể, ít tổn hại về sinh mạng và tài sản mà vẫn giữ tròn được chánh nghĩa quốc gia. Ngài muốn tiết kiệm xương máu của tín đồ, cho nên ngài cần phải vắng mặt. Giả lại, địa vị của ngài là đứng trên thế tục Odissue de la Mele, và sứ mạng của ngài là cứu thế Messi. Nói tóm lại, ngài vắng mặt là vì ngài biết trước: 1. Thời kỳ chiến tranh còn kéo dài. 2. Tình trạng nước nhà chưa ngã ngũ. 3. Mái huyền cơ chưa đến mức. Nếu ngài có mặt,
Chẳng những chưa có thể cải tạo được định luật của thiên cơ, mà còn làm cho tín đồ sanh lòng ngờ vực khinh thường, đâm ra lờn lả, mất cả đức tin. Trái lại, ngày vắng mặt sẽ nhìn được đức tin của tín đồ và làm tăng trưởng lòng mong cầu. Tình thế càng làm cho họ đau khổ thì càng làm cho lòng mong cầu thêm tăng trưởng. Như vậy, sự trở về của Ngài mới quan trọng.